để đảm bảo cung cấp điện phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất kinh doanh, nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng. Điện lực Nghĩa Lộ khu vực Văn Chấn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho các khách hàng. Để giảm chi phí tiền điện sinh hoạt vào mùa nắng nóng, gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến, tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã tiến hành vệ sinh kiểm tra điều hòa, quạt và các thiết bị sinh hoạt, sử dụng toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng bóng điện LED. Ngoài ra, gia đình ông Chiến còn được cán bộ kỹ thuật điện lực Nghĩa Lộ khu vực Văn Chấn hướng dẫn cài phần mềm kiểm tra lượng điện tiêu thụ của gia đình trong một ngày để điều chỉnh lượng điện cho phù hợp, từ đó giúp gia đình giảm chi phí tiền điện hàng tháng. Nhìn chung là về mùa hè thì không những gia đình chúng tôi là sử dụng các cái thiết bị điện tiết kiệm trong mùa hè, về sử dụng các cái bóng đèn LED, thế và sử dụng điều hòa từ 26 đến 27 độ. Và có kết hợp với cái việc là bổ sung quạt để đảm bảo cái độ mát, và sau khi sử dụng không sử dụng điện thì sẽ tắt hết các cái hệ thống thiết bị điện để đảm bảo cái tiết kiệm điện và sử dụng điện có hiệu quả và cũng là tiết kiệm cái phần kinh phí của gia đình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Y học cổ truyền và Đông dược Thế Gia là một trong những khách hàng tiêu thụ lượng điện tương đối lớn của điện lực Nghĩa Lộ với mức 100 triệu đồng một tháng. Để giảm bớt chi phí tiền điện trong sản xuất, công ty đã lắp điện chiếu sáng bằng bóng điện LED. Những hôm cao điểm nắng nóng, công ty bố trí luân phiên hai dây chuyền sản xuất trong những tháng cao điểm để tiết kiệm chi phí tiền điện. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ máy móc, đường dây, các thiết bị sử dụng điện để tránh tổn hao sản lượng điện, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động trong lúc vận hành. Đối với công ty thì thay toàn bộ hệ thống đèn LED và các cái hệ thống chiếu sáng tự nhiên trong các cái giờ cao điểm. Hai nữa, hệ thống máy móc thì đơn vị sẽ phân ra các cái loại máy móc để sản xuất cho nó hợp lý so với công suất điện trong giờ cao điểm. Điện lực Nghĩa Lộ khu vực Văn Chấn hiện đang quản lý vận hành 300 km đường dây 35 kV, gần 400 km đường dây 0,4 kV, 165 biến áp 35 trên 0,4 kV. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng trên địa bàn là trên 80 triệu kW, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất của các công ty doanh nghiệp ngày càng tăng, nhất là vào mùa nắng nóng, Điện lực Nghĩa Lộ đã yêu cầu các tổ đội tổng vệ sinh toàn bộ lưới điện, sửa chữa các hư hỏng trên đường dây hạ thế, bảo dưỡng các trạm biến áp, phát quang hành lang lưới điện, ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát thông số vận hành lưới điện và các trạm biến áp phân phối. Ngay từ đầu năm, Điện lực Nghĩa Lộ đã triển khai tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ cái hệ thống lưới điện và các thiết bị điện để qua đó sớm phát hiện ra những khiếm khuyết tồn tại và thực hiện sửa chữa khắc phục ngay, tăng cường cái việc kiểm tra hệ thống lưới điện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giám sát cái thông số vận hành của các trạm biến áp, các đường dây để sớm phát hiện những cái khu vực mà có hiện tượng quá tải cục bộ, để từ đó chúng tôi có những giải pháp sớm để chống quá tải. Và trong năm thì cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện để chống quá tải nhiệt điện và sớm đưa vận hành trước mùa nắng nóng để giúp phần giảm tải và ổn định cung điện cho khách hàng. Cùng với tích cực kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý các sự cố trên lưới điện, Điện lực Nghĩa Lộ còn đẩy mạnh đến các khách hàng về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho địa phương.